Tổ chức Tài chính Thế giới IFC, thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới World Bank Group, ghi nhận Vietinbank là ngân hàng phát hành tốt nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương năm 2019. Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Hà Nội, đại diện của IFC đã trao giải thưởng danh giá này cho Vietinbank. Đây là lần thứ hai liên tiếp Vietinbank nhận được giải thưởng danh giá này từ IFC. Bà Nguyễn Hoài Liên, đại diện IFC Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Vietinbank đã phối hợp chặt chẽ với IFC để thúc đẩy phát triển thương mại ở những thị trường mới nổi, giúp cho nhiều quốc gia và doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho Vietinbank. Đại diện cho Vietinbank, bà Lê Minh Hương, giám đốc trung tâm tài trợ thương mại chia sẻ, giải thưởng đã minh chứng và ghi nhận những thành công, đóng góp của Vietinbank trong việc triển khai hiệu quả chương trình tài trợ thương mại của IFC, qua đó khẳng định thương hiệu và uy tín của Vietinbank trong hoạt động tài trợ thương mại và các hoạt động tài trợ khác. Tại buổi lễ, đại diện của hai bên cũng đã trao đổi, đánh giá về cơ hội và thách thức hợp tác giữa IFC và Vietinbank trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, cùng nhau đề xuất những giải pháp mới nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác tích cực hơn nữa giữa hai bên trong thời gian sắp tới. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.